Ok, xin chào tất cả anh em đến với clip mình hôm nay. Mình nói chung là hôm nay giờ này là 11 giờ rưỡi rồi, rất là gấp. Hôm nay mình xem tiếp tục cái hành trình nạp cái trang. Hôm nay mình nạp tới 10 cái nha, mình đã chuẩn bị 10 nít rồi. Đây, và hôm nay bắt đầu thôi. Đây là cái gai code đầu tiên, mình sẽ vô vấn đề chính là không có loay hay gì chân á. Để cho anh em đợi nhiều. Bây giờ anh em sẽ thưởng thức một cái clip rất là hay. Mở ít 10 cái trang lộn. Mình đầu tư tới 1 triệu nạp tới đây. 10 nít nha anh em, 10 nít. Đây. Cái trang gì đây? Cái trang gì đây? Đậu xanh cái trang ghi gen của bác. Ok. Ok anh em thì cái lát đầu tiên quá cùi rồi. Mình tắt clip mình tới lát thứ hai nha. Mình rất là mình phải làm nhanh để mà anh em khỏi chán. Ok anh em thì tới là lát thứ hai nha. Đây là lát thứ hai. Mình sẽ không có làm mất thời gian anh em, mình sẽ nạp liền. Mình đã mua sẵn 10 cái rồi. Và mọi anh em thích thú với clip này nha. Đây, đầu tư cho anh em làm clip cho anh em vui đâu. 96 vô. Come on baby. Come on baby. Come on baby. Ôi trời, phải cặt cái trang quỷ dương. Quá nơi hai cái trang nhỏ. Anh em ơi, cái trang này nó rất là đẹp nhưng mà nó rất là cùi. Cái giá trị của nó không được cao lắm. Ok, mở tiếp cái trang thứ ba nha. Hay, ok chào anh em nha. Đây là tới cái lớp thứ ba. Đây là lớp thứ ba để mình chỉ 1 2 3. Mình sẽ nạp liền, mình sẽ nạp liền. Ok, 0321. 321 rất là nhiều thẻ, tới 10 thẻ lần nên 8 3 3 9 6 rồi 8 3 3 9. Ok anh em, đây là cái trang thứ ba mà không biết có ra cái trang gì đây. Mình mong là sẽ cái trang ma bư trong 4 con ma bư nhé anh em. Bui bui. Ok, cũng được, quá ok rồi. Ok, tới lớp thứ tư. Ok và anh em thì tới lớp thứ năm, thứ tư chứ, thứ ba tới thứ tư mình sẽ nạp ngay, mình không có làm mất thời gian anh em hết trơn. 0321 đây. Mò tới mấy người ta, 11008835. Đây, cái trang gì đây? Ok anh em, cái trang gì đây? Mình mong là cái trang ma bư được rồi. God 3 đi mẹ. Ôi cũng được, 1.2 tỷ mặt được nha nam. Ôi shit. Ôi shit. Ôi shit. Rồi ok. Tiếp. Ok anh em, đây là lá thứ năm nha. Mà bà mẹ nó không có đứng ở siêu thị nữa, mình mắc chạy về đây nữa. Ok anh em thì đây là tới lá thứ năm nha. Nãy giờ cái trang cũng không gọi là hấp dẫn lắm. 1 2 3 4. Mình sẽ nạp nhanh. 0 9 3 0 3 2 1 1 2 3 4 6 9 8 3. Thật ra mình nạp nhanh mình chỉ sợ là hết thời gian rồi, tại vì 12 giờ nó đã hết rồi. Cái trang gì đây? Cái trang gì đây? Ôi xích má nó, cái trang cùi với trời. Ok nè em, cái trang cùi bách luôn. Tiếp theo là cái lớp. Ok nè em thì tới lớp thứ 6. Nói chung mình làm clip mình rất là nhanh đi, không lấy thời gian của anh em xem. Ok. Đây, tới lớp thứ 6. 2093 mình vô là quất ngay vấn đề luôn à. 0311487. 487. 523. Lớp thứ 6 nha anh em. Ủa, lớp thứ mấy ta? À mình nhầm rồi. Mình không 1234. 0093 bị đảng chỉ luôn rồi. Không, quá nhiều cả, quá nhiều nên nhìn rất khó anh em ơi. 1351350 6698. Lớp thứ 6 này là lớp thứ 6 nha anh em. Vô, come on baby, come on baby. Cắt Mobi, mô là ông. Ma bư, ma bư, ma bư, ma bư nè. Trời ơi trời, đủ mẹ. Má, cái trang gì chứ trời. Lớp thứ 7 là con ơi, đây là lớp thứ 7 nha. Giờ nhỏ vải linh hồn. Bây giờ nó chạy ra siêu thị nữa. Ai, nãy giờ mình thấy chỉ có con bui bui là nó ngon nhất, không có con nào mà ngon bằng con bui bui. Bà mẹ nó được một con biết còn nhiêu rồi. Cái gì không mà mình chán thiệt chứ. Ôi làm clip cho anh em xem mà vậy đó. Ai, đây là lớp thứ 7 và mình mong nó sẽ ra một con ma bư, mình rất thích ma bư nha anh em. Cái trang mình đã nhập được cái trang nhưng không biết cái trang gì vào đây. Là cái trang ma bư, chính là ma bư, chính là ma bư. Cái gì vậy? AD đồ với em hả AD. Đây là cái trang dột pha lê. Tiếp lớp thứ 8 nha. Ok anh em, đây là lớp thứ
8, bọn đây là lót thứ 8 đây, trời ơi. Lót thứ 8 mà có một con bui bui à. 2093 0321 1511 2145 vô ma bư. Dạ đây chính là cái trang ma bư. Cái trang ma bư, cái trang ma bư, cái trang ma bư, cái trang ma bư. Cái gì vậy? Ôi, ôi, ôi. Mẹ ơi, cái trang một cái hộp. What the fuck? Mình nói thật với anh em thì trong tất cả cái trang thì cái trang này là cái trang cũ nhất. Cái dạng cái trang ba con, cái trang này cũ nhất. Nó không có giá gì hết trơn, cái địch mẹ nó. Ok, mình xin lỗi anh em vì mình chỉ tục nhưng mình vẫn chửi địch mẹ bực bội quá. Ok. Và tiếp là lót hai lót nữa. Hay ok anh em, và đây là lót thứ 9 nha, cũng sắp hết rồi. Mình làm rất là nhanh nên anh em nào không xem được thì có thể xem từ từ lại. Ok. Mà tại vì nãy giờ mình làm rất là nhanh, cũng 6 phút rồi đó. Nếu mà mình nói tào lao thì mình nói mà nhanh như cội chắc không biết bao nhiêu nữa. 4 7 9 vô cái trang ma bư, ma bư, ma bư, ma bư, ma bư, ma bư xuất hiện rồi, xuất hiện rồi anh em à. Đi mẹ mày có ra không? Đây nè, mình thêm đang ma bư chưa, trời ơi, tới tận cái trang thứ 9 mình mới thấy được con ma bư. Mình nói thật với anh em, mình rất là xin cảm ơn anh em nha. Ý dạ. À, tiếp là lót cuối cùng. À, ok anh em, và đây là lót cuối cùng. Nói chung thì anh em lót cuối cùng thì anh em lấy gái thôi. Giờ này là 11 giờ 48 phút rồi, chỉ còn có 12 phút nữa là để xem viết cái screen lại. Và đây là chắc là mình là người mình là YouTube, mình là đứa mở 10 cái trang đầu tiên quá. Đây 2014 chơi ngu, mình chơi nghịch ngu một tí luôn nha anh em. Cái trang ma bư là nha, da con đi, da con, da con, cái này da con nè, cốt ba mẹ nè. À mình mới để ý, anh em có để ý không, khi mà ra cái trang cốt ba thì nó chỉ hiển thị cốt ba, còn mấy cái trang khác nó không hiện. Một tỷ mấy sức mạnh mới mặc được. Ok, thì giờ clip mình chủ đề hôm nay là mở x10 cái trang trong sự kiện này nha anh em. Đại cái sự kiện này nè, nói chung là còn 10 phút nữa hết rồi. Và sau đây là 10 cái trang mình đã mở rồi. Và cũng mong anh em thích clip này và hãy nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye anh em nha. Hey, cái 1 triệu của mình đấy, 1 triệu của mình, mấy tháng nhịn ăn của mình đấy.